đến giờ chở cây về rồi. Ôi hôm nay có thêm cái cây cái ổi tàu nhỉ. Hơi vương víu. Vâng. Lá như lá sim. Đây, giờ xem lại cây. Quay lại cây này để cho ông ấy xem có hỏi lại không. Đây, tán rất đầy. Tán rất đầy nhé. Sáng không quay được thì tranh thủ buổi chiều ra quay tí xem có cây gì mới các bác nha. Đầu tiên lấy một cây mới là cây xương cá. Xương cá. Lại không thấy bà chủ đâu rồi. Xương cá này. Xương cá vừa mới thấy, chắc vừa mới lấy được về đây. Cái này về làm được đấy. Xương cá nhá. Ở đây công si. Cây này cho một cái chậu khác cũng là đẹp. Sung cũng hay. À đây, có thêm cây xanh mới này. Cho cái chậu mà chán quá nhỉ. Chậu đẹp này. Chậu đẹp. Cây lộc vừng mới. Lộc vừng mới. Bên chưa? Đây. Qua. Vâng, tí nữa cháu ra đấy nói chuyện cho vui. À đây, bác hỏi cây la hán này nhưng mà vẫn thế ở đây. Đây, quay kỹ lại cho bác xem nhé. Ổn phết đấy. Gốc nhá, bệ nhá. Bệ to hơn cổ tay. Nhưng mà tính gốc bằng đầu gối. Đây. Bác Tuấn, bác xem lại nha.
gọn của nó nhá, chứ không phải gọn ghép ấy, ta bẻ kìa. Đây bác Tuấn nha, nhìn lại cây tùng mà bác thích nha. Mè. Rất nhiều cây mới. Bác thích cái bệ mè nào? Đây rất đều, rất đẹp luôn. Trong này sâu có không vào được bác. Rất già, rất kỹ. Chân thế tay tán. Rất ổn mà. Có thể bê riêng nó ra mới nhìn rõ được. Sao chỉ quay đến thế. Đây. Tổng quan của nó đây. Đấy. Tầm sàm núi vẫn còn đây. Ba ông sàm núi vẫn còn đây. Xanh này, có thêm ông xanh này. Ông xanh lông me là hai ông hoành tráng này. Gọi là bề thế. Ôi, ông này có cái cổ to quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Độ gần 20 cái tán, 20 cái tay tán. Cây ngũ phúc. Cây ngũ phúc các bạn ạ. Đây, nhìn mẹ đây nha. Tiếp theo là 5 cái thân. Xong chia bông. Cái cổ đoạn này to quá. Hơi thô. Quá to. Này. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cổ to quá. Lâu lắm rồi, có cái mặt ở đây lâu lắm chưa thấy bán được. Có cây ổi nào không chú? Cây ổi nào chú? Ổi nào? Đang đi tìm cây ổi. Cháu chỉ thích ổi thôi. Hả? Ổi đây. Ổi bé quá. Tại con đây ổi đây nữa.
thấy hai ổi có ổi. Ờ, có thật. Đây ổi tao không thích. Đây ổi ta đấy. Cháu thích ổi ta này. Ở đây có phải chắc đang lên mầm ghê quá. Quay đi này thì được bao tiền? Đi cho vui tiền xong thì. Cho đấy tiền đấy, quay vấn đề là ai trả mình tiền. Ai trả mình tiền? Mình đưa lên mầm này để mình có tiền. Cho vui, làm cho vui thôi. Thì có phải không quay cải kia không? Vâng. Đấy, vẫn là anh trên mạng của cải. Đấy, đúng rồi. Chỉ có cháu quay chứ ai quay. Ở đây xong rồi. Mình không có. Mình không có tiền mua cây thì mình đi quay về xem. Ôi, lại gặp lại. Lại gặp lại ông em này rồi. Ông em quan công này rồi. Ông em quan công ơi. Từ gần Tết mà còn thì quất nhá. Thôi xem thế thì không nhớ lắm. À đây. Có hai ông ngồi đây nhưng mà làm lều phèo quá, lệ xòe phí cả cây. Lệ xòe quá. Gốc gạn được ý. Đây cá thì này. Nói chung giá sinh viên được tầm 300 một lại được. 300 một lại một em quất. Tiền đâu mà cũng ngày nào sách về chết. Ở đây thì ổi. Này chú bán cả hoa. Ổi đây. Ổi sim, à ổi tàu đây. Ổi sim cũng được, gọi là ổi sim được. Làm bông cá đấy quá, sườm giả quá. Đống vả này gọi là cụ vả đúng không, cụ vả đúng không, cụ vả đây chụp kiểu nhé. Cụ vả cái này đúng chỉ có trên rừng thì có cụ vả, nhưng cái này mà ra lá to hơn nữa thì xấu lắm các bác, phải để luôn tục chuồn mầm này. Vả. Đấy, vả có quả đây đẹp chưa? Có quả đấy, nhiều già này có quả đấy. Nhưng mà cái giống này mà lên lá lại xấu. Lá nó to. Và nó hết màu đỏ. Kiểu thế. Nhìn trôi thích. Đây làm cục này để giữa nhà cũng được. Rồi. À đây em quay mấy cây lá nhỏ nhỏ các bác xem. Thích. Thích. Kết thúc của cây cụ vải vậy. Cảm ơn các bác nhé.